Cái sung là rất là khủng hoảng luôn, rất to luôn. Người đứng dưới cái sung mà nhìn nhỏ xíu mọi người. Sung này hoành 500 luôn. Phát biểu ý kiến nào? Cái này để một cái chơi mày dốc quá được không? Cái này là chơi phà phà luôn á. Hả? Chơi là cái này chơi phà phà luôn á. Đúng mày. Chơi là cái này chơi được cái gì? Chơi xoay cây được cái gì? Xoay ngang 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 được cái gì? Chơi cái tiếng dưới vậy. Rồi. Là cái đó làm sao ta? Cắm đầu dưới đất nè, chơi luôn. Cái này là cắm đầu dưới đất hả? Ba chỉ hả? Ba chỉ xuống hả? Không cần lấy cáp chơi lên, nó quấn tay quay lên luôn. Đó nằm đó cái lên xe luôn, khỏe hơn. Đầu dốc quá. Dốc lắm. Cái đang xe luôn, dốc lắm á. Xe kia đang về lên. Dốc quá thì giờ mình đậu đi, mình lăn lại đây đi, xong xe ra đây nè lấy nè. Đậu sát nó luôn lăn ra. Chưa đã hai chiếc đã xong mọi người. Chiếc cây sung nhỏ á, chiếc cây buồn họ không biết luôn, cây cảnh gì rất là đẹp mọi người. Gốc rất là đẹp. Đây anh em mọi người, đây mình còn câu cá bên này. Bên này là cây sung hoành 500, anh em đang đứng cây sung nè. Quay làm YouTube. Muốn lên kênh YouTube không? Muốn lên kênh YouTube quay mặt qua đây. Kênh Thạch Lộc Ninh. Rồi. Đó, đậu được vậy lấy là ngon luôn á. Đậu vô đẹp rồi đó. Bạn quảng cáo là đưa là dán hết xe luôn. Lấy cái đầu qua kia tới xe. Bên này cái bên kia cái. Xe kia. Kia luôn. Ghê. Cái này giao lưu hay quá. Bà giao mà. Giao lưu thôi nha, đừng giao phối không nội. Giao phối không được đâu á. Giao lưu anh em được chứ giao phối là mừng lắm. Anh điện cho cái ông bán nước bữa mang đi chục chai nước uống cho mấy anh em nữa. Đấy, đi gọi nhà. Đấy, cái nhà. Điện kêu mang vô 10 chai nước đủ thứ. Mình lấy chanh muối rồi cho nó mát mát ha. Ủa, má hai tối bụng nữa kìa. Đó. Để taxi cũng về chơi đó đúng. Độ thêm hai cái đội giữa lên nữa anh à. Có quặng taxi không? Cái này cân nổi đủ mẹ, cầm đầu đây cân lên luôn. Không nổi, đủ mẹ. Cái cây này làm gì được 8 tấn, nó 7 tấn đổ lại nè. Xe này với xe này đó mà ta. Nhẹ nhàng. 6 tấn cân đầu đây cân được ta. Cái này mấy tấn anh? Không, 4,5 không hết ở đâu nha. Thôi vậy giờ chia ra đi là 5 tấn được rồi. Nó sung nó nhẹ nhẹ chứ mẹ nó còn sống nó nặng lắm á chứ nó khô nó mới nhẹ. Nó còn sống nó nặng lắm anh. Giỡn đâu ha. Nè nội mấy cái nhánh này với cái thân này thôi là mẹ cả hai khối cây người ta rồi, hơn hai khối cây rồi chứ đừng nói. Mình nước sao bắt mẹ nhắc sống lắm á. Cháy rồi. Má này nó kìa, nó chắc cái nhánh kia rớt xuống bẩn rồi mà đứt mẹ sức bẩn luôn rồi. Đụ má. Cái gì đảo lùa xuống miếng. Có cho mấy đảo lùa xuống này cho miếng cho thấy đụ. Đây. Đó nhà nhiêu á. Đi mẹ đéo bóp đéo cho nghe. Hào. Chơm kìa Hào. Chơm kìa hái đi.
Mà anh muốn lên cơm ăn cho vui anh. Anh qua đây ngồi ăn chung cơm nè. Cái em chơm mọi người. Mà đi ngồi đỡ nắng mọi người. Cái sung này rất là bự nha mọi người, khủng hoảng luôn. Qua đây anh. Qua đây ngồi cho mát nè, đứng chi cho nắng. Thank you.